Xin chào tất cả các bạn, mình là Huy. Xin chào tất cả các bạn, mình là Đức. Đây là clip thứ 14 trong loạt clip hướng dẫn luyện tập quân nhị khúc từ cơ bản đến nâng cao do mình và bạn Minh Đức trực tiếp hướng dẫn. Ở clip thứ 14 này, mình sẽ hướng dẫn các bạn đánh các chiêu tấn công từ tư thế thu côn cơ bản. Cái tư thế thu côn mà nãy mình hướng dẫn là thu như thế này. Ở clip trước, đây, chúng ta cầm gộp thân côn lại và cầm về phía gần đuôi côn như này, cuối côn như này, thả thân côn còn lại xuống. Ba ngón tay dưới nắm lấy thân côn và ngón trỏ sẽ đặt lên phía đầu côn như thế này. Đó. Đây là cách thu côn cơ bản. Thứ nhất, các bạn cần chú ý, bạn Đức đội mũ vào để đảm bảo an toàn trong cái việc luyện tập. Đó, đeo kính vào nhé. Đây, bạn Đức đứng nguyên như vậy nhé. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách tấn công từ cái tư thế này như sau này. Chúng ta đòn đầu tiên chúng ta sẽ hất từ dưới lên, tức là tay cầm côn và cái chân bên tay cầm côn sẽ hướng lên trên để chúng ta có cái khoảng cách tấn công xa. Nếu như chúng ta đứng thế này thì cái khoảng cách tấn công của chúng ta sẽ ngắn hơn, nên là mình sẽ chọn cách đứng như thế này. Đó, đây. Sau đó chúng ta hất lên này. Các bạn phải tập thật tốt cái tư thế tấn chiến đấu và di chuyển như mình hướng dẫn ở clip trước. Đó là chúng ta nhón xuống thế này. Tiếp theo, đây, đánh thế này sẽ không đến đúng không ạ? Đó, sẽ không đến. Nên nhưng mà các bạn đánh như này, tiến lên một cái, chúng ta đánh ngược từ dưới lên, sau đó xoay xuống không ngoài, bắt lấy rồi thu về. Đó, mình sẽ đánh như thế nhá. Đây này. Đó, đấy là cái chiêu tấn công thứ nhất khi thu côn cơ bản như thế này. Các bạn chỉ việc nhả thân côn ra, đánh lên trên, sau đó xoay xuống côn ngoài, thu vào. Cái điểm tiếp xúc đối với cái mục tiêu đó là 5 phân đầu tiên tính từ đuôi côn về. Đây, 5 phân ở phía cuối này. Đây, chúng ta thủ như này nhé. Hất lên này, thu về này, hất lên này. Đó, hất lên nhé. Rồi, thu về. Cái lúc chúng ta xoay số 0 vào ấy, số xoay số 0 để nó thu này, nó cũng có tác dụng là đánh vào mặt và vào đầu đối phương. Rồi, em đổi chỗ cho anh. Đây, mình sẽ hướng dẫn này, phía bên này cho các bạn dễ nhìn hơn này. Như này nhé. Bước đầu tiên chúng ta cần phải, như đây đánh không đến này, chúng ta cần phải di chuyển lên thế này, sau đó nhả thân côn, đồng thời nhả thân côn ra, đánh vào cằm của đối phương. Đó, khi đưa xuống này, đó, xoay thêm một số 0 ở ngoài. Đây, xoay số 0 ở ngoài. Nhưng cái lúc đưa xuống này, đó, cũng đã đánh vào đối phương một cái nữa, có nghĩa là hai, có thể đánh được hai điểm nhé. Đây, đó, lên này, đó, chúng ta có tiến, có lùi, có tiến, có lùi, như vậy nhé. Đó, đấy là cái chiêu đầu tiên. Chiêu thứ hai là chúng ta sẽ bạt từ trong ra, rất đơn giản thôi. Cái động tác vừa nãy mình hướng dẫn các bạn là thu côn như thế này. Đó, giờ nó sẽ thành chiêu thức chiến đấu như sau. Chúng ta đưa rộng ra và thu như này. Đưa rộng ra, thu như này. Quan trọng là khi đưa ra này chạm mục tiêu ấy, các bạn phải nắm tay đúng lúc này, nắm vào để cái thân côn đánh vào đây. Lúc đấy là tay các bạn đã phải nắm côn rồi. Sau đó ra đây chúng ta thu xoay xuống không ở ngoài và bắt ở ngoài như này nhá. Đây, này. Cái di chuyển thì các bạn không cần phải quan tâm cái di chuyển chân của mình nữa, mà các bạn quan tâm tay này. Đấy nhá. Đó, bắt sang này. Đó, bắt sang. Sau đó chúng ta bắt lấy như này, còn chân thì có thể như này. Như này. Đấy. Đánh như này. Đó. Đó là cái chân của các bạn tập ở clip trước rồi. Các bạn không quan tâm đến cái chân, quan tâm đến cái tay này. Này, đánh bạn ngang sang này, nhả côn ra nhé. Bạn ngang sang này, đánh vào thế này, sau đó vuốt đi, đưa sang bên này, bắt lấy ở bên này. Rồi, em có thể đổi chỗ cho các bạn xem ở góc bên này nhé. Đây, đứng như này, rất đơn giản rồi, đánh này. Đó, hoặc nếu như các bạn đứng một cách bình thường như này thôi, các bạn đứng bình thường như này, không cần phải chiến đấu gì, tấn chiến đấu gì cả, đứng rất bình thường, nhưng những cái đòn
ở cái cách thủ tay như này nó cực kỳ kinh khủng. Đứng như này, vả phát vào mặt này, đây nhá, nhả ra, vả phát vào mặt, đó, vả vào bụng này, đó, đấy, vả này. Đang đứng rất bình thường thôi, hoặc là đang giơ tay ra này để giảng hòa hoặc thủ thế ở tay cao như này, những bạn gần xoay một cái là đánh được luôn, cực kỳ kinh khủng. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn bạt từ ngoài vào, đó là chiêu thứ 3. Nãy là mình hất dưới lên rồi này, đánh từ trái sang này rồi mình bạt từ ngoài vào. Đây các bạn cầm côn như này nhé, các bạn nhả ra, các bước này nhả thân côn ra, các bạn bạt ngang vào, đấy, bạt ngang xuống đây, sau đó chúng ta để côn xô xuống dưới phần hông này hoặc cái trên cao này cũng được, sau đó chúng ta bạt ra ngược lại này, bạt lại cái nữa, sau đó chúng ta lại thu lại, đấy, rất đơn giản nhé, đây, đây như này rất bình thường luôn, bạt này, đó, một cái này, hai cái này, đây. Một cái, hai cái, đó, nếu như chiến đấu thì chúng ta sẽ như thế này, đây, một này, đó, một này, đấy, đấy là chiêu thứ ba. Còn chiêu thứ tư nó sẽ là mổ thẳng, bạn Đức chú ý nhé, bởi vì đây là động tác mổ thẳng sẽ rất là sợ, bởi vì là khi chúng ta cầm côn thế này này, mổ thẳng sẽ có hai cách cầm côn, nhưng mình đang hướng dẫn là cách cầm côn như thế này nên các bạn chú ý như thế này, bởi vì khi chúng ta ngửa lên thế này và đưa tay ra như thế này thì cái thân côn nó sẽ trượt, đây nó sẽ như này, nó bay ra, nó bay thẳng vào mục tiêu như thế này, nó có cái phần này để làm cái hướng chỉ cho nó như sau này, đấy như này, mổ ra, đấy, mổ ra, bay ra. Có rất nhiều cách để mổ côn, có nhiều bạn sẽ cầm như này để mổ thẳng ra như này, nhưng mổ thẳng như vậy mình cảm thấy là nó bị lộn nhiều quá, vì cầm như này là sẽ biết là bị lộn rồi này, nên khi các bạn thu côn như này nó sẽ không mang tính chất là các bạn sẽ đánh người ta hay là chiến hay là xuất chiêu xuất đòn, nó sẽ giấu được đòn và các bạn chỉ việc đưa lên thẳng lên như này, cổ tay ngửa ra sau cho chúng ta mổ ra như này nhá. Đây, khi mổ ra này thì sẽ hướng dẫn chi tiết, khi chúng ta mổ ra chạm vào mục tiêu chúng ta giật về vào phía trong, đây, mổ trúng mục tiêu này chúng ta giật côn về và đưa vít xuống dưới, đưa ở phía trong bụng này, sau đó xoay ngoài bắt lấy như sau này, mổ này, mổ thẳng này, mổ có lực nhé, đây mình mổ có lực này, vì đây là cái mút nên là khi chạm vào nó sẽ không kêu to, nhưng mà nếu mà là cái gỗ thì nó sẽ cực kỳ là nguy hiểm. Đây, mổ thẳng, đó, thẳng này, thẳng ra, đó, khi thẳng nhé, khi mổ trúng này thì chúng ta đưa vào trong này, xoay ra ngoài đưa về, mổ trúng này, đưa ra ngoài vào trong đưa về, đây xoay bên này cho các bạn dễ xem cái phần tay mình đưa về nhé, đây như này, mổ này, trúng này, đưa vào trong đưa ngoài, thu về lại. Tức là những cái động tác mà đã xuất côn từ cách thu côn đơn giản này thì sau khi đánh xong thì các bạn cũng phải về thu lại được như thế cho nó gọn đòn nhá. Mổ đây, mổ, đó, đánh vào sau đó đưa về đây, đưa về đây, đưa về, đánh ra, đưa về đây, phóng ra, phóng này, đưa về đây, rồi ok. Tiếp theo sẽ là cái đòn thứ 5 là đòn bạt từ dưới lên vào phía cằm này này. Đấy, chúng ta cũng thủ như vậy nhé, sau đó chúng ta đưa này hất lên, tức là chúng ta xoay theo một số không mới hất lên như này, đó, đây bạn nhả thân côn ra cho xoay ở bên ngoài này một số không để tạo đà, hết số không chúng ta hất lên như này, như này, đó, đòn rất là mạnh, đòn rất là mạnh luôn, đó, cực kỳ mạnh luôn, nào của bên đây, tại chỗ này mình dẫn cho các bạn nhé, đo vô này, đến này, đó, xoay một số không, hất lên, xoay ở ngoài một vòng, hất lên, đó, 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 những cái đòn mà xuất phát từ việc thủ côn như này, nếu như biết cách sử dụng thì nó cực kỳ là mạnh và bất ngờ, nguy hiểm. Nên là các bạn cố gắng luyện tập cho thật tốt, những cái gì mà luyện tập tốt nó sẽ thành phản xạ, thì dù các bạn cầm côn rất là bình thường thế này thôi nhưng các bạn nhả ra một cái rồi quay về các bạn vẫn thu lại được bình thường như này, chứ không phải không cần thiết ban đầu mà các bạn đã cần phải thả xuống như này nhá. Các bạn nhớ nhá, đây
mình cầm côn gộp vào như này thôi, nhưng mà phải thu về như này. Sau đó các chúng ta đánh chiêu tiếp theo, đó đó, như vậy hất dưới lên lại xoay ngoài, thu vào như thế này. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip, chúc các bạn thành công.